Mình có lần nói chuyện với mấy cô 50, 60 trong xóm mà nhìn da của cô ấy cực kỳ đẹp luôn, tóc thì óng mượt. Đó, tất cả là nhờ khí huyết tốt đấy mọi người ạ. Khí huyết tốt thì da dẻ mới hồng hào, tóc mới chắc khỏe bóng mượt được. Các cô ấy bảo là các cô nấu nước này uống hàng ngày. Nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản nhá, chỉ gồm có táo đỏ, kỳ tử, chanh và vài lát táo đun sôi lên. Mình thấy là các cô ấy hay giữ nước này trong bình giữ nhiệt mang theo tiện phết đấy. Nước này vừa chống lão hóa, bổ gan, sáng mắt, đặc biệt là giúp ngủ rất ngon nha mọi người. Mùa đông sắp tới rồi, để có khí huyết tốt thì con gái đừng để chân tay lạnh nha mọi người. Buổi sáng ngủ dậy chỉ cần một lọ yến ấm chưng gừng pha với một chút mật ong. Gừng tươi sẽ làm ấm cơ thể, kết hợp với mật ong nguyên chất thì sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, bồi bổ sức khỏe nhờ giàu vitamin. Khi mà cổ họng bị đau rát ấy, thì có thể nhấm nháp vài sợi gừng tươi trong yến sẽ giúp dịu họng lắm đấy. 20 tháng 11 ngày, mọi người nhớ mua yến chưng gừng để làm quà biếu các thầy cô giáo nhé. Các thầy cô giáo giảng bài nhiều, đau cổ đau họng lắm đấy. Những cái lọ yến chưng gừng này sẽ là những món quà vô cùng thiết thực. Mừng ngày nhà giáo Việt Nam nha.